999 lá thư gửi cho chính mình, mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Bức thư thứ 20. Trên đời này chẳng có việc gì nhẹ nhàng, chẳng ai là không phức tạp. Đừng tùy tiện tức giận, đánh mất bình tĩnh. Không ai nợ bạn cả, học cách hạ giọng giữa những chọn lựa buộc phải có được mất. Đừng quá tính toán, so bì, học cách làm việc chỉ chu mà thiết thực. Càng chăm chỉ, càng may mắn. Khi đã là một người có đầy đủ nội hàm và vật chất làm hậu thuẫn, cuộc đời sẽ trở nên vô cùng chắc chắn.